Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về Cao Biển, một nhân vật tạo ra những sự tranh cãi, ranh giới giữa giả và thật. Bài viết được đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Trong Chiếu Rời Đô, một văn kiện lịch sử vô giá về thủ đô Hà Nội ngày nay, vua Lý Thái Tổ đã từng viết: "Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương ở giữa khu vực đất trời, có thế rồng trầu hổ phục." Cao Vương ở đây không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Cao Biển. Tại sao vua Lý Thái Tổ rời đô vào năm 1010 lại gọi Cao Biển là Cao Vương? Thực tế trong lịch sử ra sao? Theo chính sử, Cao Biển là một viên tướng tài của nhà Đường Trung Quốc, làm quan cai trị Việt Nam vào thế kỷ thứ 9. Cao Biển có công đánh thắng quân Nam Chiếu và xây thành Đại La. Tuy nhiên, ở trong dân gian nước ta, Cao Biển nổi danh là một phù thủy, giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh, dùng thần quyền và tâm linh nhằm diệt ý chí giành độc lập của dân ta. Theo chính sử nước ta, thì thành Đại La do Cao Biển xây dựng có chu vi là 1982,5 trượng, tức là khoảng 6,6 km, cao 2,6 trượng, khoảng 8,67 m, chân thành rộng 2,5 trượng, khoảng 8,33 m, có 55 lầu vọng, 3 hào nước, 34 đường đi. Ngoài thành còn có đê bao quanh bảo vệ dài 2.125 trượng, khoảng 7,09 km, đê cao 1,5 trượng, tức là khoảng 5 m. Như vậy, Cao Biển là người có công lao trong việc xây thành Đại La. Đó là nền móng của thành Thăng Long. Năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do. Năm 1010, Lý Thái Tổ rời đô về Đại La. Khi thuyền còn đỗ dưới thành, nhà vua chợt nhìn thấy có con rồng vàng từ phía đầu thuyền mà bay lên. Ngài nghĩ đây là điềm trời phù hộ, bèn đổi tên thành Thăng Long. Thăng Long có nghĩa là rồng bay. Theo chính sử Tàu, thì Cao Biển người U Châu, tức là Bắc Kinh ngày nay, là cháu nội của danh tướng Cao Sùng Văn, người có công dẹp loạn cuộc khởi nghĩa của Lưu Tịch dưới thời Đường Hiến Tông. Cao Biển dòng dõi nhà Võ nhưng giỏi văn trong sự nghiệp chính trị của mình. Cao Biển được vua Đường thăng làm An Nam Tiết Độ Sứ. Như vậy, Cao Biển là kẻ ngoại bang xâm lược, được phong tước hiệu, làm quan cai trị nước ta lúc bấy giờ. Đây là một nhân vật đặc biệt trong cả văn học viết và văn học dân gian. Đặc biệt và đặc sắc bởi vì ông này xuất hiện rất nhiều, hành tung công trạng lại mờ ảo và hấp dẫn. Nhất là chuyện ông có tài phong thủy, trấn yểm, nên càng được các sử gia, các nhà văn chương kể viết chuyện để mắt đến. Trong Lĩnh Nam Trích Quái có chuyện Dấu Châu Vàng ở huyện Tiên Du, tức là Bắc Ninh ngày nay, viết về Cao Biển giỏi thuật số, thông địa lý, thường cưỡi diều giấy bay trên không trung để yểm các nơi thắng cảnh. Và các chuyện Thần Chí Khí Long Đỗ kể rằng khi đắp xong La Thành thì Cao Biển gặp một dị nhân mặc áo sặc sỡ, trang sức trông kỳ lạ, cưỡi con rồng đỏ lơ lửng trong mây khói, khí thế ngùn ngụt bay lên lượn xuống, tự xưng là Long Đỗ Vương. Hoảng sợ, Cao Biển mới lập đàn và dùng nghìn cân sắt đúc tượng theo hình dạng thần nhân để làm bùa yểm. Nhưng khi vừa đọc thần chú thì bỗng trời đất mù mịt ngày đêm, mưa gió giật đùng đùng, tượng sắt nát vụn mà bay lên không trung. Cao Biển sợ hãi, có ý muốn về phương Bắc. Hay chuyện Tản Viên Sơn Thánh miêu tả chi tiết chuyện trấn yểm của Cao Biển. Khi Cao Biển nhà Đường ở An Nam muốn yểm những nơi địa linh, bèn mổ bụng con gái chưa chồng 17 tuổi, vứt ruột đi, nhồi cỏ bấc vào bụng, mặc quần áo vào, rồi đặt ngồi trên ngai tế bằng trâu bò. Hễ thấy cử động thì vung kiếm mà chém đầu. Biển mới đem thuật này áp dụng hãm hại thần linh Tản Viên, nhưng chỉ thấy vương cưỡi ngựa trắng ở trên mây nhổ nước bọt mà bỏ đi. Biển than rằng linh khí phương Nam không thể lường được, vượng khí đời nào hết được. Như vậy có thể thấy thần Tản Viên, tức là Sơn Tinh, cũng biết đến Cao Biển. Hay như năm 1427, Lê Lợi đại phá thành Đông Quan, bắt sống Hoàng Phúc, thượng thư bộ công của nhà Minh, thu nhiều sổ sách, giấy tờ quan trọng. Đặc biệt trong số này có cuốn Cao Biển Địa Lý Tấu Thư Kiểu Tự, hiểu thoát nghĩa là sách của Cao Biển về địa lý, liệt kê xứ Giao Chỉ, có tổng cộng 632 huyệt chính, 1517 huyệt phụ, là nơi huyết đạo phát nhân tài anh kiệt, văn thì đến Tam Khôi Trạng Nguyên, võ thì đến quận công danh tướng. Chưa hết, trong này còn có những đoạn về việc Cao Biển liệt kê 27 đại địa phát đế vương. Điều gây ngạc nhiên cho ngày hôm nay là những liệt kê này đối chiếu với lịch sử thì thấy có nhiều phần đúng. Điều này khẳng định Cao Biển là người có năng lực phán đoán về mặt phong thủy. Đó là sự thật. Truyền thuyết núi Cánh Diều ở Ninh Bình kể khi sang Giao Châu
thấy long mạch nước Nam rất vượng muốn phá đi, Cao Biền thường mặc áo phù thủy, cưỡi diều giấy xem địa thế, lập đàn cúng tế lừa thần bản địa, rồi dùng kiếm báo chém đầu, sau đó đào hào chôn kim khí để triệt long mạch. Một lần cưỡi diều giấy bay đến Hoa Lư thì bị một đạo sĩ cùng dân chúng dùng tên bắn, Cao Biền trọng thương, diều gãy cánh rơi xuống một hòn núi, từ đó núi mang tên là núi Cánh Diều. Hay thành ngữ lẩy bẩy như Cao Biền dậy non cũng nói về chuyện Cao Biền có thuật pháp. Cao Biền mới giao đậu vào đất, ủ kín một thời gian, đọc thần chú rồi mở ra. Mỗi hạt đậu hóa thành một tên lính. Để yểm bùa và triệt hạ long mạch, Cao Biền thường nuôi 100 âm binh. Một lần, ông ta ở trọ một bà hàng nước, nhờ bà mỗi ngày thắp một nén hương. 100 ngày thắp 100 nén hương sẽ gọi dậy 100 tân binh. Biết được tà ý, bà lão thắp cả 100 nén hương trong một ngày. Thành ra Cao Biền mới có đủ 100 âm binh, nhưng do âm binh này dậy non nên chẳng làm được trò trống gì. Như vậy, có thể nói, tuy tài giỏi phong thủy, trấn yểm, nhưng Cao Biền vẫn thua trí tuệ người đàn bà xứ Hà Nam. Lại có truyền thuyết Mã Cao Biền kể rằng sau khi trấn yểm Đại La không thành, Cao Biền sợ linh khí nước Nam mà đi mãi về phương Nam, đi đến tận Phú Yên. Nhưng chuyện này nghe hơi vô lý bởi vì lãnh thổ nước ta lúc đó đâu có vào đến tận trong Phú Yên. Đến một làng nhỏ ven biển thấy có long mạch, Cao Biền sinh sống tại đây rồi giúp dân nhiều việc, xem đất dựng nhà để mồ mả. Khi chết, Cao Biền được dân làng chôn cất tử tế. Ngày nay ở huyện Tuy An còn dấu tích mà Cao Biền nằm trên một ngọn đồi. Hình ảnh được sinh động hóa trong câu ca dao. Nhìn ra thấy mã Cao Biền, nhìn vào thấp thoáng ma liền chóp trải. Một dấu tích gắn liền với truyền thuyết về Cao Biền còn lại đến tận ngày nay là cột đá trên đỉnh núi Dạm ở Bắc Ninh được cho là vật trấn yểm. Truyền thuyết kể rằng, tin rằng vùng đất quanh núi Dạm là đất phát vương với thế rồng cuộn hổ ngồi. Cao Biền bèn dựng cột đá ấy để phá. Nhưng kết cấu và hình dạng cột đá nặng trên khoảng 50 tấn này thì có phần phản lại truyền thuyết. Đó là một tác phẩm điêu khắc rồng đá theo phong cách thời Lý. Đó là cái cột duy nhất của một ngôi chùa từ thời Lý, tương tự như chùa Một Cột hiện nay. Giới nghiên cứu thì chưa đủ tư liệu để khẳng định, song đó là phán đoán có cơ sở nhất. Lịch sử có một sự thật như thế này: sau khi Cao Biền chết 51 năm thì Ngô Quyền đã thắng quân Nam Hán. Từ đó mở ra thời kỳ của nhân dân ta luôn chiến thắng các cuộc xâm lược của bè lũ phong kiến phương Bắc. Như vậy, việc Cao Biền trấn yểm hóa ra thành vô ích, và những câu chuyện thêu dệt về Cao Biền có lẽ chỉ là một cách lý giải về những gì mà người Việt xưa sợ những cái điều từ phương Bắc tới mà thôi, sợ cả những vị quan từ phương Bắc. Và lịch sử cần phải nhìn vào một thực tế, đó là dù Cao Biền có trấn yểm hay không thì nước Nam ta vẫn luôn chiến thắng trước người phương Bắc. Rất nhiều huyền thoại, rất nhiều giai thoại xung quanh Cao Biền, nhưng mỗi khi Cao Biền đụng đến thần linh, đụng đến linh khí của nước Nam thì đều phải thất bại. Liên quan đến câu chuyện của Cao Biền thì có một vụ, đó là thánh vật sông Tô Lịch nổi tiếng một thời. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú thì video tới sẽ là câu chuyện về sông Tô Lịch. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.